Em Lâm Trang xin kính chào tất cả các quý anh chị em. Chào một thứ hai đầu tuần. Thật là may mắn. Hôm nay em lại khui những thùng hồ điệp thơm Venus và xin mời anh chị em cùng mua sắm. Bạn ấy vẫn là giá 190k, em sẽ ship hàng toàn quốc. Rất là xinh đẹp và khỏe. Những bạn này các anh chị có thể chơi được vô cùng bền và rất là thơm. Không phải để chúng ta thất vọng khi được sở hữu em nó. Vô cùng xinh đẹp và rất là khỏe. Anh chị em nào mua rồi thì biết, cực khỏe, chơi rồi thì biết. Bộ rễ vô cùng thích, rễ rất là to, lá khỏe, hoa đẹp và siêu thơm, vô cùng thích thú. Đây, những cây rất là đẹp, màu sắc vô cùng đẹp. 190k một bạn, ship hàng toàn quốc. Anh chị em nhanh tay. Những cây rất là khỏe, đẹp, vô cùng khỏe xinh. Nhà mua sắm thì xin mời liên hệ em Trang. Nhà mua sắm xin mời liên hệ 0982823649. Em khui mấy cây nữa để cả nhà ngắm các bạn ấy. Rất là thích, bản lá rất là thích. Nhưng tuy nhiên là khi chúng ta nhận thì có thể cái lá nó cũng sẽ xô xát một chút, và cái hoa nó có thể xứt xát một chút, thì cả nhà cũng đừng có tức là không, có thể là do quá trình vận chuyển. Có cái bạn này nó rất là cứng khỏe, nó cứng đanh cái bộ lá của nó này, nó rất là giữ nước, rất là khỏe, cho nên đóng cũng rất là khó khăn với bạn này. Anh chị em mua hàng xin mời liên hệ 0982823649. Xin chào và xin hẹn gặp lại.